Ta ấn vào cái phần menu này, chúng ta sẽ có các hiển thị kết nối như là điện thoại, nghe nhạc, bản đồ, tin nhắn. Phần tin nhắn này sẽ sử dụng bằng tiếng Anh. Và cái phần nhạc đây. Phần tiếp theo nữa là các phần khác thì có một cái lưu ý này, để mà sử dụng được bản đồ nhá, thì các bạn tải thêm cho Văn Hội những cái phần rất hay sau đây, đó chính là phần Google Map. Ở Google Map này là chúng ta sẽ điều khiển trực tiếp bằng giọng nói được. Ví dụ Văn Hội sẽ Trần Duy Hưng. Ok, chúng ta sẽ có ngay được Trần Duy Hưng. Hi, xin chào mừng tất cả quý anh chị khách hàng. Và trước mắt quý anh chị khách hàng đó chính là cái giao diện của chiếc màn hình của Toyota Vios phiên bản 2020. Thì như anh chị cũng đã thấy rồi, thì trên phiên bản Vios 2020 thì tất cả 5 phiên bản thì đều được trang bị là màn hình PNR DVD theo xe. Và đặc biệt nhất là xin mời máy quay sẽ tiến gần hơn để chúng ta thấy được rằng là xe sẽ được trang bị là tính năng CarPlay cũng như là Android Auto. Vâng. Ok. Và ở cái chiếc màn hình này thì chúng ta có thể thấy ngay được rằng là nhà sản xuất có trang bị luôn, đó chính là một cái dây cáp. Và ở đây thì Văn Hội có chuẩn bị thêm một cái cáp để USB để cắm vào cái phần điện thoại. Thì các bạn chú ý là nhớ cái cáp này phải là cáp xịn chính hãng nhá. Rồi, cái dây này thì chúng ta có cái rất hay như này này. Dây này dù chúng ta có để kẹp ra đây nó cũng không bị kẹp đâu ạ. Nó không kẹp đâu ạ, nó chỉ là nó tính vừa rồi đấy ạ. Nó vừa khít vào đây luôn. Để mình để vào đây rất gọn này. Còn ở phần cái phần cài đặt thì chúng ta sẽ có hai phần nhá. Chúng ta có phần thứ nhất đó chính là phần cài đặt Bluetooth, thì lúc nữa Văn Hội sẽ chia sẻ. Ở đây thì chúng ta sẽ xem cái phần trước, đó chính là phần kết nối CarPlay. Chúng ta chỉ cần cắm vào đây thôi. Lúc này thì trên xe nó sẽ hỏi là cho phép. Các bạn nhớ là ấn cho phép vào đây thì là xe đã hiển thị luôn cái phần dẫn đường rồi. Điện thoại thì chúng ta có thể để ở dưới này để gọn gàng, coi như không liên quan nữa. Ở trên màn hình lúc này thì sao? Ở trên màn hình lúc này thì các bạn đang nhìn thấy chi tiết ở đây. Đó chính là chúng ta ấn vào cái phần menu này, chúng ta sẽ có các hiển thị kết nối như là điện thoại, nghe nhạc, bản đồ, tin nhắn. Phần tin nhắn này sẽ sử dụng bằng tiếng Anh. Và cái phần nhạc đây. Phần tiếp theo nữa là các phần khác thì có một cái lưu ý này, để mà sử dụng được bản đồ nhá, thì các bạn tải thêm cho Văn Hội những cái phần rất hay sau đây, đó chính là phần Google Map. Ở Google Map này là chúng ta sẽ điều khiển trực tiếp bằng giọng nói được. Ví dụ Văn Hội sẽ Trần Duy Hưng. Ok, chúng ta sẽ có ngay được Trần Duy Hưng. Chúng ta chọn Đi vào về đi. hướng Nam lên Vương Thừa Vũ, về phía ngã Đó. chín Vương Thừa Vũ. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta điều khiển trực tiếp cái màn hình dẫn đường CarPlay này bằng giọng nói luôn. Thích đi đâu thì đi, chúng ta đi một chuyến Sài Gòn đi xem nào. Đúng không ạ? Chúng ta đi một chuyến Sài Gòn để xem. Thành phố Hồ Chí Minh. Ok, Hồ Chí Minh đúng không? 2 ngày 13 giờ. Thêm vào đây. Rất hay luôn. Lại một chuyến đi khác nữa. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể thoát đi. Đây là cái phần gọi điện. Gọi điện thì khi mà có người gọi đến thì chúng ta sẽ có hai phần các bạn nhé. Một là chúng ta bấm trực tiếp vào nghe ở trên này. Hoặc hai là ở trên cái phần nghe gọi đây. Chúng ta có thể bấm rảnh tay trực tiếp vào đây được. Đó. Vâng, và để kết nối Bluetooth từ điện thoại với màn hình của xe cho tất cả 5 phiên bản của Vios thì chúng ta sẽ bật, các bạn đang nhìn thấy thao tác ở đây nhé, là chúng ta sẽ bật on cái phần Bluetooth ở trên điện thoại lên. Sau đó thì ở đây thì ví dụ như chúng ta kết nối ở đây đúng không, thì chúng ta có thể vào cái phần chọn Bluetooth đây và chúng ta phải chọn phần connect. Các bạn là nhớ là để tìm kiếm, ví dụ ở đây nó chỉ có chữ A VH đây. Các bạn đang nhìn thấy mình sẽ chọn yết ở trên này. Cũng như chọn ghép đôi ở đây. Và cho phép đồng bộ danh bạ. Đúng không ạ?
Lúc này là nhạc thì đã có ngay rồi đúng không ạ? Đó, rất hay luôn. Cũng như là các danh bạ là đều được hiển thị lên trên này luôn. Đầy đủ luôn. Không vấn đề gì cả. Thì lúc này chúng ta tắt cái phần điện thoại này đi, chúng ta để ở dưới. Thì ở phần như đây, các bạn đang nhìn đây, chúng ta ấn vào phần mốt. Mốt này nó sẽ có những cái phần như Spotify này. Spotify nó sẽ điều khiển cả ở trên này luôn nhá. Khi mà điện thoại của anh chị mà cài Spotify ấy, là chúng ta nghe nhạc online luôn. Mà một số dòng xe nhiều khi là không có cái phần này đâu ạ. Một số dòng xe là còn chúng ta còn phải ấy thêm cơ. Đó chính là chúng ta nghe được Spotify những cái những bài hit hot nhất hiện nay ở trên màn hình của xe luôn. Chúng ta lách bài được. Cũng như là có cái phần playlist đây. Ngoài ra thì chúng ta chỉnh được equalizer theo cái âm thanh bass chép. Phần hội sẽ đi sâu chi tiết hơn nữa. Để anh chị có thể nhìn thấy phía bên trái này sẽ là âm bass nhé. Tiếng trống đấy ạ. Bên này là âm chép đấy. Tiếng tách 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 đấy. Còn nghe rõ lời nhá. Muốn nghe rõ lời thì chúng ta ấm trung mid đấy. Để ở đây để Văn Hội cũng nói luôn này. Những anh chị nào muốn custom, muốn chỉnh theo ý muốn của mình về cái equalizer của cái màn hình của xe Vios này, là chúng ta có thể điều chỉnh được ở đây để nghe âm lượng bass chép mà. Với cái lượng loa lên đến 6 loa những cái phiên bản G như thế này thì hoàn toàn yên tâm là cái âm thanh cực chắc chắn là cực hay luôn rồi đấy ạ. Khi mà chúng ta chọn rồi sẽ báo ở đây là custom 1 này. Ngoài ra nhá, cái xe này ấy, có một phần nữa mà Văn Hội đánh giá cao. Ví dụ đây anh chị có một cái điện thoại đây đúng không ạ? Một cái điện thoại đây rồi. Nhưng chúng ta nếu còn có một thêm điện thoại nữa, điện thoại thứ hai, thì lúc này Bluetooth nó sẽ chọn ở phần này đấy ạ. Các bạn đang nhìn thấy. Nó sẽ sổ ra vì mình ấn vào đây nó có một cái. Vì trên xe có hai vợ chồng, ba vợ chồng con cái đi đông người, 4-5 cái điện thoại ở đây thì mình đều kết nối điện thoại vào. Và chúng ta chọn cái điện thoại nào đó để chúng ta connect để nghe nhạc theo ý muốn của mình. Đó chính là ở phần cài đặt màn hình. Và chúng ta tìm hiểu xem màn hình này còn làm được những điều gì. Vừa rồi là phần Spotify. Thế ở phần mode đây, chúng ta lại bấm thêm, thì chúng ta có thêm cái jack AUX. AUX này thì có nghĩa là trong trường hợp mà xe chúng ta có những cái jack 3.5 ấy, là chúng ta sẽ cắm vào phần AUX này. Ngoài ra thì chúng ta ấn thêm phần FM này, Bluetooth. Bluetooth thì chắc chắn là nếu một xe có cái kết nối với điện thoại đây rồi thì hiển thị ngay lên thôi. Spotify cũng vậy thôi. Rất là đơn giản luôn ạ. Không có vấn đề gì cả. Đó chính là ở cái phần màn hình. Và Văn Hội sẽ giới thiệu thêm chi tiết ở cái phần màn hình này nữa. Cái phần inject để cái đĩa ra, chúng ta ấn vào đây. Nhưng nhiều anh chị lại có hỏi thêm là thế cái phần này thì để làm gì? Phần này đấy ạ. Phần này đó chính là phần để điều chỉnh cái đĩa nó, cái mặt màn hình này nó nghiêng như thế nào cho dễ. Vậy là một chiếc màn hình của chiếc Toyota Vios năm 2020 của chúng ta sẽ có từ FM cũng như là đĩa DVD, Bluetooth hoặc là các kênh online Spotify. Và đặc biệt nhất đó chính là cái phần mà Văn Hội lúc nãy vừa chia sẻ rồi, đó chính là cái phần dẫn đường CarPlay. Ok, thì tranh thủ ở đây thì Văn Hội có sẽ chia sẻ thêm một chút xíu nữa về cái vấn đề của cái bảng đồng hồ trung tâm hiển thị đa thông tin. Thì ở phía bên trái này chúng ta hiểu được đây là vòng tua động cơ. Nhiều xe êm quá ấy. Đây là chưa nổ máy nhá, anh chị vào xe mà thấy êm nhưng nổ máy rồi không phải đề lại ấy. Đó chính là cái vòng tua nó sẽ nhấc lên khoảng 750 đến 800 vòng phút. Đó chính là xe đã nổ máy. Thứ hai nữa là đồng hồ vận tốc thì vẫn có, nhưng trên phiên bản G thì chúng ta còn có thêm một cái màn hình hiển thị đa thông tin TFT lên đến 4,4 inch mà hiển thị đa sắc nét, hiển thị từ các cảnh báo mở cửa, cảnh báo va chạm trước sau cũng như là rất nhiều thông số hiển thị khác. Và muốn điều khiển được nó thì rất đơn giản thôi. Có cái phần cancel ở đây. Ở phần cancel đây các bạn nhìn thấy kìa. Hay không ạ? Rất hay đúng không ạ? Chúng ta điều chỉnh được theo ý muốn của mình từ setup, eco hay là tất cả các phần view này. Và chúng ta đẩn lên thì nó sẽ còn có các thông số khác, ví dụ như là km trên giờ nhá. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn rất hay ở phần km trên giờ này. Đó. Đi là tăng tốc lên, hoặc chúng ta có lượng xăng tiêu hao nhiên liệu còn đi được, hoặc là tổng nhiên liệu trung bình. AVG đó chính là tiêu hao nhiên liệu trung bình nhá.
để giải thích để các bạn hiểu được. Hoặc total, tổng cái thời gian, cũng như là AVG, lượng xăng còn đi được thì nó còn báo ở cái phần là biểu tượng là bình xăng đến cái thân xe. Rồi, đây là tổng quan giao diện của chiếc nội thất Toyota Vios 1.5G năm 2020. Và các phần điều khiển của màn hình như Văn Hội vừa nói ở phần nãy, cho cả 5 phiên bản. Riêng phiên bản G thì chúng ta có thêm điều hòa tự động. Mùa hè này thì chúng ta nên để nhiệt độ ở mức khoảng 25 độ nhé. Khoảng 25 độ. Và nếu mà muốn mát sâu thì chúng ta nên để quạt gió ở mức khoảng số 2. Và để gió trong, bật điều hòa. Và hướng thì nên để là gió mặt. Và tối đa thì chúng ta để gió mặt, gió chân. Đây là những cái lưu ý khi mà anh chị muốn set up để điều hòa nó mát sâu. Và xe nào có điều hòa tự động thì chúng ta nên bật thêm cái phần điều hòa tự động này lên, là nó sẽ tiết kiệm xăng hơn một chút xíu nữa. Ok, vừa rồi là phần hướng dẫn cài đặt Bluetooth cũng như là Apple CarPlay, Android Auto trên Toyota Vios 1.5G cũng như là tất cả các phiên bản Vios năm 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để Văn Hội chia sẻ anh chị. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Goodbye!